Anh ơi, chim anh hơi bé, chúng mình chia tay nhá. Cái gì? Cô dám chia tôi chim bé hả? Cô có biết là cả thế giới đang chết mê trên mẹ tôi không? Thì làm sao? Muốn đòi quà chứ gì? Bố là bố đất cần nhá. Lương bố 50.000 đô một ngày cho mặt bố đất cần. 50.000 đô mà bé thì cũng bài. Thế nhá. Bố là bố đất cần nhá. Bố đây đẩy xe để chui qua nhá.